Alo, chào tất cả quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Balloon TV. Hôm nay anh em đến một cái vườn chanh tại xã Đắc La, huyện Đắc Hà, tỉnh Con Tum. Cái vườn chanh của anh Đỏ ở dưới Đắc La. Thế vì cái vườn chanh này thì chủ nhà cũng mới trồng được, chắc cũng được 2 tháng, gần 2 tháng. Tí nữa có gì thì chúng tôi sẽ hỏi họ lại với chủ nhà xem thử cái trồng bao lâu. Nhưng mà trước khi bước vào cái vườn này á, thì đầu tiên á, nếu mà quý vị các bạn lại thấy là cái vườn này trồng đã 2 tháng, mà khi anh làm theo cái quy trình mùa mưa mà anh làm mà anh tủ cái bạt này á, là thấy là chúng tôi thấy là nó cũng không được phù hợp cho lắm này. Đấy, cái thứ nhất này. Cái thứ hai nữa là cái da này là cái vườn cây này nó bị bộ rễ nó ảnh hưởng là rất nhiều này. Đấy, bộ rễ hơi yếu. Đấy. Đây này. Khi nhà người ta xịt ra mới thấy được cái bộ rễ này. Sưng lên này. À. Đây. Đây là chúng tôi vừa tới là buổi chiều mà cái vườn cây này hiện tại nó như thế này đây. Cái vườn này là mình trồng được bao nhiêu ngày rồi anh nhỉ? Đỏ nhỉ? Đúng 2 tháng mấy ngày vừa. 2 tháng 4 ngày. À 2 tháng 4 ngày. Đây là anh trồng cái giống gì đấy nhỉ? Đài nông 1. Đài nông 1 à? À à. Kính chào quý vị khán giả trên kênh Balloon TV. À, đặc biệt hôm nay Balloon TV là về cái khu vực ở Đắc La, đây là thuộc thôn mấy anh nhỉ? Thôn 2. Thôn 2 Đắc La. Nhưng đi vào đây thì anh trồng một cái giống đài nông mà anh phủ bạt như này. Phủ bạt như này thì nguyên tắc của phủ bạt như này thì cây riêng cái chanh bắt đầu phủ bạt như này thì độ ẩm chỗ nào thì cái rễ nó không thể phát triển ra được ngoài nó riêng cái chanh như này mình phủ bạt như này. Đây phủ bạt như này thì bắt buộc cái rễ cám nó anh chỉ bốn xung quanh này thôi. Cho nên cái chanh này đặc biệt rất là thiếu phân mà đặc biệt là thiếu dinh dưỡng ở phía ngoài. Bù rễ rất là kém. Đấy bù rễ quá kém đấy. Bù rễ quá kém đấy. Anh Tân anh lại quay kỹ cái cây như này. Cái bộ rễ kém thì cây nó không hút chất dinh dưỡng được, phát triển được vì thì nó sẽ bị ảnh hưởng đấy. Và đặc biệt là cái này á, là anh đổ này. Anh là đặc biệt anh xin tất cả mọi thứ anh làm đi. Anh phun cơ bản đây chứ anh thứ nhất là anh xẻ cái bạt này ra, bỏ lòng bạt này ra. Bung hết ra. Bung hết luôn, bỏ hẳn luôn. Đặc biệt là rất là nóng rễ và đặc biệt là nắng lên chết mất cái rễ cảm. Ừ. Đấy. Anh xẻ anh bỏ ra. Khi anh bỏ ra là anh làm cho tôi một cái quy trình này. Thì anh bỏ thứ nhất anh bỏ lần đây. Bỏ lần ngay tại đây. Lần kết hợp phân chuồng luôn nhé. Kết hợp phân chuồng và 3 lần NPK trên một gốc. Mà như hiện giờ nếu mà để cái mảnh đất này thì tôi sơ vào đây đất cái lường đất này lường đấy đất pha cát và đặc biệt là cỏ thủy cát đấy. Anh bóp thì nó có đây, có đây, cái đồ gì nhóc? Như này cái lường này silic rất tốt. Riêng cái lường này silic rất tốt với cái lường đất mà đất pha đen và pha cát này. Cái lường silic rất là cao. Mà đặc biệt mà để chúng ta làm anh đổ anh biết làm anh cứ để chống ẩm riêng ba con chống ẩm bên đây thì chúng ta nên phủ rơm nó tốt hơn. Và đặc biệt là giờ này mình chổi ra đây cái rễ của anh nó chưa ra bắt được ra ngoài này. Vì nó tập trung ở vùng này hết đấy, cho nên là anh phải giờ anh phải tạo kích thích cái bộ rễ đấy. Giờ anh nếu mà riêng cái công dụng của hồng mít á thì anh bỏ như tôi trước ba ngày hoặc 6-3 ngày thì cái đồ mới ăn hấp thu được cái phân nhá. Đây là anh bỏ phân chuông vào bỏ bốn xung quanh anh lấp lại. Còn nhớ như anh TV là tư vấn cho anh Đỏ đấy là khi mình bổ sung cái humic vào ban đầu là để nó kích thích cái bộ rễ mới ra thì để chuẩn bị cho nó hấp thụ được cái phân mới được. Chứ còn bộ rễ nó không mới không ra thì nó không thể hấp thụ được phân. Anh Tân anh quay kỹ đây là hôm anh đổ hôm qua anh cho tưới bằng gốc đúng không? Đặc thì phong là tuyến đông rễ. Tuyến đông rễ anh đã xử lý là cho là thằng Ridomin về thằng Tecvigo. Là thằng Tecvigo đó là trong đó là đặc trị cái tuyến đông rễ trong độ hoạt chất quá 30 tin nhá. Rất là tốt. Đây mà đặc biệt là những cái cây này bộ rễ rất là kém nha anh Đỏ nha. Đây là tôi nhìn buổi chiều đấy, buổi chiều nhìn như vậy đấy. Chứ còn một cái dân lá để thì nhìn buổi trưa. Hầu như là rủ lá. Đấy. Rất là sai lầm chủ mình. Giờ thứ nhất là giờ là anh xẻ bạt hết ra và đặc biệt anh bổ sung phân chuồng. Phân chuồng và đặc biệt anh bổ cho tôi ít lân. Mà đặc biệt trong ở lân văn điển. Lân văn điển là nung chạy là không phải là nhờ tới nước mà đột nó chỉ ra một cái dịch để nó. Nhưng nếu nung chạy đà nung chạy là chỉ khô nó tiến cái dịch ra để tạo một cái bộ rễ mới để hấp thu nó ra đấy. Văn điển hoặc linh bình được nhưng mà cái nung chảy là được thôi. Anh cứ làm theo quy trình của anh Luân TV để vườn này nếu mà anh ngay mà anh bỏ phân được tầm 15 ngày nữa xin thưa rằng sẽ đẹp. Chứ không nếu mà anh không làm quy trình này thì cái vườn này thì cứ mãi và sẽ không để được nhánh luôn. Mà để rất chi kém nhất thì là thưa thớt. Đấy anh Tân anh có kỳ cái nụ hoa và kém. Nụ hoa không thể là nếu mà làm như này thì nếu mà như thế nhưng mà tôi cảm nhận được tôi tới cái vườn tôi cảm nhận là cái nụ hoa của cái vườn này á
thì nó không được mấy. Nó thiếu bởi vì khi cái bộ rễ nó đã kém thì nó sẽ không hấp thụ chất dinh dưỡng lên. Thì nó sẽ không nuôi được cái thân cho đến là nuôi các cái cành hoa đẩy ra vào được cái hoa. Cái hoa nó đâu không mấy. Anh Tân anh quay kỳ này. Quay kỳ đây cho tôi. Đây, đây một cái lực rễ tán đây. Ừ. À và đặc biệt cái rễ cánh đây. Thì chúng ta không được nên phủ bạt này, chúng ta phủ rơm đu ẩm tới đâu thì mình ra tới đó. Hoặc là mình bỏ luôn. Bỏ luôn. Chứ không là ăn trong phạm. Bỏ hắn luôn, bỏ hắn. Mà kể cả làm như này thì anh tí phấn thì được vì cái rễ ngăn được ra ngoài này. Vì là nó cái độ ẩm, cái rễ nó đi theo cái độ ẩm. Đấy. Nó nằm ở trong này. Thì cho nên là đặc biệt ở trong này là cái bạt đen này của hai chiều, một cái là hấp quang hợp, hai cái này là giữ độ ẩm cho đất. Mà đặc biệt cái này riêng anh bỏ đây không cái bực cái rễ từ nó ra đây. Mà đặc biệt anh để cái bạt này để đây không thì nó nằm ở trong này. À cái bạt này để người ta trồng dưa. Đấy là chỉ có là dùng cho cây ngắn hay dùng cho cử tầm cây hạ thân để cây cà chua, cây ớt chứ không để anh được lời làm như cái này nhá. Cả hàng anh làm như này thì rất tốt, nhưng anh phải biết sử dụng giai đoạn nào. Đấy, anh phải bỏ. Đó đấy. Cái bề đây cái rễ cảm này rất như là tốt, bộ rễ rất tốt. Mà hấp thụ ra ngoài đây thì một cái dinh dưỡng. Đấy. Giờ anh mà muốn để cho bộ rễ ra ngoài đây thì anh ngày mai chạy cho tôi hôm mít. À hôm mít với lại cùng lại có tí loài của lại Âu Việt. Âu Việt á. Lấy Korea cho rất rẻ tiền, hiệu quả. Nhá. Chứ không nên là dùng nhiều trên thị trường thì nhiều thì hôm mít. Trong đó hôm mít là của chỉ trong mình có nhưng nếu của lại công ty Âu Việt thì chỉ mấy chục ngàn thôi. Đại khái là u mít á thì mỗi loài nó có một cái tác dụng riêng. Nhưng mà mình đấy thì thôi mình làm cái dòng Âu Việt đấy, thứ nhất là nó rẻ tiền và thứ hai là nó cũng phù hợp với túi tiền của mình. Nó tiền luôn. Đó, đấy, nói chung là đấy. Đây, thì thứ nhất là làm rất là đúng bài. À, anh Tân anh quay trông rất là đẹp. À, rất là đúng bài, đúng vừa đấy. Nhưng điều là trong cái quy trình anh làm thì anh chưa hiểu. Nói chung là quy trình mà lên gian này, trông này, theo quy là được rồi. Nhưng mà có nghĩa là cái quy cách mà chăm sóc, mà cái quy trình chăm sóc của cái anh đỏ đấy là anh chưa được nó chuẩn lắm. Thì anh Lùi TV cũng bây giờ cũng mới là tư vấn cho chủ nhà. Thì tư vấn cho chủ nhà được một cái quy trình mới để làm theo cách mới. Cho như thế này tôi thấy như này cũng không hợp lý lắm. Đấy. Nếu cái quy trình như này thì làm như này thì có cái bộ rễ nó chỉ bó hẹp trong một cái phạm vi nhất định. Bởi vì đã bị dính như này thì bộ rễ nó nằm trong một phạm vi nhất định, nó không thể ra ngoài được. Đấy. Không, anh đỏ anh làm thế này á, là anh bó thế này là cái bộ rễ nó bị bó hẹp trong cái khung không gian này rồi, nó không thể ra ngoài này được. Thì để đây là để tôi phân tích cho ba con khi mà để tiền đấy tôi phân tích cho ba con để khi nào mà cái chanh hấp thụ được á, hấp thụ được phân thì đây là bắt đầu mới chứng hấp thụ thế này. Mới chứng một màu tím này. Khi nó phải tím ngắt kìa. Đấy. Khi nào mà phải tím ngắt mà phải cái phải dài ra tới tới đây. Gọi là rễ râu đồ dài ra. Thì khi đó mới hấp thụ dinh dưỡng là càng tốt. Đấy, cơ bản là cái đồ râu này. Mà còn cái hoa này thì anh làm này là hơi kém nhỉ, vì là thiếu dinh dưỡng là cho nên cái trái đâu nó hơi bé. Đó là cái quy trình của cái làm cái chanh. Đấy. Làm này cái chanh này thì nói chung là cơ bản nhưng điều anh phải dư á là anh đã tưới được cái tép mi gô lớn lôi tuyến đông chưa đó đấy hả, em chỉ mới đi soi thôi thôi. Mai bắt đầu em mới sắp thêm đôi đó lại sau mai sạch tép mi gô đi đâu mi anh đổ đổ vào luôn cho nó luôn, người tưới vào cho nó tép mi gô là 5 gối thêm 1 phí đúng không, 5 gối thêm 1 phí và cộng thêm một chai với 2 gói là 80 lít một chai tép mi gô với là ridomin là thì đã phong trừ được cái tuyến trùng, cái đi bị tuyến trùng. Ừ. Tân này quay cho khán giả. Cây này thì bị tuyến trùng 100% rồi. Còn cây có nghĩa. Cây này đâu có. Đây đây cái đi bị trùng đây. Cái đi bị cây đi phân trắng. Đây cái phân trắng là cái này này. Đây này. Đấy. Cái này là anh phải tiến đi gấp này. Đưa đi gấp một thôi thì là bây giờ nó ra hoa phát là nó cái con các cái con đây này ra hoa phát là các cái con ong rồi các cái con nó chích hút ấy, nó sẽ di chuyển nó sẽ đưa đi ngay lây ngay rất nhanh là xử lý ngay bây giờ bỏ bi luôn rút hết luôn này, rút hết xuống hết luôn nó cứng ngắc mà đây này nó rút hết đọt xuống này này xé luôn bỏ vào đưa đi tiện ngay nhặt hết lượm hết ứng thì dằm vào đây cây không sao hết trong lái bao nhiêu nó bị nếu cái giống nó bị lớn bao nhiêu nó bị cái giống nó bị đầu tiên nó bị đầu từ đầu dòng cái này là vậy này cái này bị cái đó dơ lên cái đường cái virus là nó bị lớn nó quấn được như thế mình gửi được phân thời gian nó thẳng lại sau thì nó lại bị lại mình khi mình đưa áp nó bị một cái khu nó bị một vài cây thôi chứ còn không phải bao nhiêu cây này là cũng tiền luôn này cây đó tiền luôn tiền ngay cái này luôn này đừng có tiếc mình làm hàng Âu đừng có tiếc. À thì anh Luân TV cũng đến đây. À, anh tên cho quý vị khán giả được biết anh tên gì? Anh tên gì anh nhỉ? Anh Toàn à? Toàn. À anh Toàn. À, thì đó thì cũng 15 chanh lần đầu, kinh nghiệm thì chưa có.
Thì đến đây thì anh Luân TV cũng hướng dẫn rất chi là cụ thể, thì mong anh là làm theo đúng cái bài. Đây, con cái đất này đất phá cát này, đất cái đất phá cát thì anh thường thường anh xử lý. Thứ nhất là xử lý côn trùng cho nó thật tốt. Đấy. Để đừng để thử một trong vườn bị một cây thì nó lấy ra nhiều cây nhá. Thì đó là nguyên nhân là vậy. Còn một cái bạt này thì anh sẽ lỏng như này thì là ok rồi. Rồi để anh phủ bỏ riêng anh đỏ anh phải cố gắng phân chuồng. Riêng cái bề chanh nhưng có phân chuồng là không ăn được đó. Cái phân chuồng nó rất là bền cây. Thì anh Tân anh quay một không gian để đến đâu anh Luân TV cùng xin chào tất cả bà con. Rồi, chào tất cả quý bà con. Thì thời tiết tầm bây giờ thì không gian bây giờ thì nó cũng là tối rồi. Thì cũng xin phép quý bà con là chúng tôi dừng clip tại đây. Chúc quý bà con sức khỏe.